Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế khủng hoảng, ba lẻ hoa có chống đỡ được hay sẽ bị nghiền nát đây. Tên của bà Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay là tên của ba loài hoa, đó là đào, hồng và lan. Tên của bà thực ra là rất ấn tượng. Khi bà mới được điều về Bộ Y tế, người ta mới chú ý đặc biệt tới với bà. Người ta chú ý vì bà có cái tên của ba loài hoa, đã đành mà người ta còn chú ý về chuyên môn của bà. Bà Đào Hồng Lan là bộ trưởng duy nhất cho tới nay không hề có chuyên môn về ngành y. Đây là một rủi ro rất lớn không những cho ngành y Việt Nam mà cả cho về bản thân của bà. Bộ Y tế khủng hoảng không phải mới đây mà nó đã nát từ thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng với hiện tượng buôn bán thuốc giả. Đến thời ông Nguyễn Thanh Long thì bùng lên dữ dội với chiêu trò cấu kết với Việt Á trục lợi người bệnh đang lúc khốn đốn. Vấn đề của ngành y hiện nay gần như bất trị. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Việc điều một người thiếu chuyên môn của ngành y để dẫn dắt ngành y cho thấy ngành này khủng hoảng nhân sự hết sức trầm trọng. Người trong ngành thì không còn được người dân tin, thử ngoài ngành thì rủi ro nhưng đành chấp nhận rủi ro để thử. Ngành y đang phải đánh đu với số phận của nó. Hôm ngày 1 tháng 11, Thứ trưởng Nguyễn Thường Sơn chính thức đã nghỉ việc ở Bộ Y tế. Ở nhiệm kỳ của ông, ở Bộ Y tế, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc dập dịch tại 3 điểm nóng Đà Nẵng năm 2020, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Ông Nguyễn Thường Sơn sinh năm 1964, là phó giáo sư tiến sĩ y khoa. Nếu theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu mới đến năm 2025, thì ông Sơn mới nghỉ hưu. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022 đến nay, ông Sơn đã có khoảng 3 lần có đơn xin được nghỉ việc. Một phần do áp lực công việc, một phần do ông đang điều trị bệnh về cá nhân. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2018, ông Nguyễn Trường Sơn có 3 nhiệm kỳ làm giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy ở Thành phố Hồ Chí Minh và là người được đánh giá cao có năng lực rất tốt về chuyên môn và quản lý, cũng như có rất nhiều đóng góp cho ngành y tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc. Sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế trong hơn 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại địa điểm hầu hết các nơi là các điểm nóng về đại dịch COVID-19 đang hoành hành để trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch và điều trị cho người bệnh. Đặc biệt trong năm 2020-2021, ông được giao nhiệm vụ là trưởng bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần không nhỏ giúp các địa phương này trong việc khống chế đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua đợt chống dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đã bị kỷ luật 2 lần với hình thức khiển trách và cảnh cáo do có liên quan đến công ty Việt Á. Với việc ông Nguyễn Trường Sơn thôi công việc, ban lãnh đạo của Bộ Y tế còn lại bộ trưởng là bà Đào Hồng Lan và ba thứ trưởng gồm Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương. Đây là hình ảnh vụ Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tại Bộ Y tế Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế đã họp giới thiệu biểu quyết bổ sung quy hoạch lãnh đạo Bộ giai đoạn 2021-2026. Một số nhân vật trong ngành đã được giới thiệu cho chức danh Thứ trưởng bao gồm ông Nguyễn Trung Anh, sinh năm 1968, Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, ông Nguyễn Công Hoàng, sinh năm 1974, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Trần Việt Hùng, sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Thái Hùng, sinh năm 1968, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1972, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Cần Thơ, ông Phan Trọng Lân, sinh năm 1970, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và ông Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1972, Giám đốc Bệnh viện Ca và nhiều người khác nữa. Trong lần biểu quyết lần này, bác sĩ, tiến sĩ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức được nhiều phiếu nhất. Ông Nguyễn Trường Sơn là người tận tụy và có chuyên môn giỏi, nhưng ông không thoát khỏi guồng máy tiêu cực của bộ này. Bà Đào Hồng Lan với chuyên môn không có thì e rằng guồng máy này sẽ lại nát bét và ba loài hoa mới đến ở bộ máy này có nguy cơ bị nghiền nát. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nóng Sài Gòn,
trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh bị triệt hạ. Bóng ma Thanh Trừng hiện ra. Thành phố Hồ Chí Minh chính là địa phương rất khó trị đối với những thế lực tại Hà Nội. Trước đây để đánh vụ án Năm Cam thì Hà Nội không giao trách nhiệm cho ông Bùi Quốc Huy, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, khi đó mà người ta giao cho ông Nguyễn Việt Thành, thiếu tướng, giám đốc công an Tiền Giang làm trưởng ban chuyên án. Nguyên nhân là công an thành phố Hồ Chí Minh thời nào cũng thế, nó là thế lực bao che cho tội phạm có tổ chức ở ngay địa phương này. Nhiều quan chức trong ngành đã bị mua. Vụ án Năm Cam sau đó được khui ra như vụ án lớn chưa từng có và gần như những người đứng đầu của ngành công an thành phố Hồ Chí Minh khi đó đều có dính, trong đó có giám đốc công an thành phố Bùi Quốc Huy. Đây là hình ảnh đang có Thanh Trừng trong Đảng ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng được cho là đang làm cho những vụ án lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đã có ông Nguyễn Văn Nên quản lý và thực hiện nhiệm vụ Thanh Trừng về mặt đảng cho ông Tổng Bí Thư. Và ông Tô Lâm là người thực thi bắt bớ và điều tra. Ông Tô Lâm thực hiện nhiệm vụ trừng phạt về mặt pháp luật. Từ khi ông Nguyễn Văn Nên về thành phố Hồ Chí Minh, ông Nên cho công an thành phố tóm tất thành cang. Đối tượng này đáng lý ra phải thuộc về tay ông Tô Lâm, nhưng đó là ông Nguyễn Văn Nên cho ra tay trước để lập công. Và theo như thông tin chúng tôi có được, thì hiện nay việc điều Lê Thanh Hải từ tất thành cang rất khó khăn vì có nhiều tiêu cực trong cơ quan điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh, họ đã bao che cho nhau. Có nhiều cá nhân không chỉ trong ngành công an mà nhiều ngành khác cũng là những người trưởng thành từ thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư, họ có dấu hiệu bao che tội lỗi ác cho nhau, nên việc điều tra gần như rất khó với ông Lê Thanh Hải. Với vụ án Phạm Thịnh Phát, Bộ Công an là đơn vị thực hiện lệnh bắt và điều tra. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hỗ trợ. Nếu đơn vị hỗ trợ mà có dấu hiệu thông đồng hoặc bao che, thì nó gây cản trở rất lớn cho đơn vị điều tra ở ngoài Bộ Công an. Trước khi Bộ cử lực lượng điều tra về địa phương, thì điều cần thiết là phải dọn rác, nghĩa là phải dọn những đối tượng cản đường ngay trong bộ máy công an tại địa phương này. Việc ông Tô Lâm cử Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh cũng có ý dẹp những đối tượng cản đường của công an đang điều tra những vụ án ở tỉnh này. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Đăng Nam, cũng là Dũng tướng. Ngày 27 tháng 10, ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo Đảng ủy thành phố cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 đối với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, 45 tuổi, cựu trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02. Ông này bị xác định là vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật. Có thể nói ông Nam là một dũng tướng ngành công an, tựa như ông Đinh Văn Nơi vậy, cũng gần tuổi nhau và cũng có nhiều chiến công lớn. Ông Nam nổi tiếng đã chỉ huy phá vụ án khủng bố đặt bom trụ sở công an phường, hay trong các vụ trọng án gây hoang mang dư luận như 5 người trong gia đình ở Bình Tân bị giết, 2 hiệp sĩ đường phố bị sát hại, 3 người bị chém, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê giang hồ truy sát, và lần đầu tiên xử lý hình sự chủ vũ trường ở Sài Gòn, vân vân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên nhận lệnh từ ông Tổng Bí Thư nên mạnh tay với quan chức của thành phố. Trong ngành công an, ai mà gan lì vào sinh ra tử lập nhiều chiến công thì lên chức rất nhanh. Tuy nhiên, dù lên cao thế nào thì thường các tướng tá công an chỉ là công cụ chính trị cho những tay cáo già mà thôi. Ngay cả người đứng đầu ngành công an đầy quyền uy như ông Tô Lâm cũng chỉ là công cụ trong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết sau khi triệt hạ ông Nguyễn Đăng Nam rồi thì ông Nên sẽ triệt hạ ai tiếp nữa. Những vụ án lớn như vụ án Năm Cam hay vụ án Vạn Thịnh Phát thì thường có rất nhiều lực cản từ bên trong của bộ máy. Ông Nên sẽ lọc như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem.